and it's an ongoing thing. Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Một lần nữa xin được chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã đến với video giới thiệu dòng sản phẩm sinh học Navacos Việt Nam. Và sau ngày hôm nay, Hồng Thương sẽ chia sẻ với tất cả anh chị một sản phẩm nữa cũng thuộc dòng Navacos. Đấy chính là kem chống nắng mang tên Melissa Plus Navacos Việt Nam. Và thưa với tất cả các anh chị, em vẫn hay chia sẻ với tất cả các anh chị rằng các chị đi đâu, các anh chị làm gì, chúng ta có thể thiếu gì đi chăng nữa, nhưng với kem chống nắng thì chúng ta không thể nào thiếu được. Bởi vì các chị cũng có thể biết rằng da của chúng ta là nơi đầu tiên tiếp xúc với những cái tác động của môi trường bên ngoài, như là bụi bẩn, vi khuẩn, các gốc tự do, và nguy hiểm hơn đấy chính là các tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Và với những cái tác động đấy thôi đủ để cho da của chúng ta biểu hiện có nhanh chóng bị lão hóa và nhanh chóng xuất hiện những cái nám tàn nhang. Và điều đấy sẽ khiến cho chị em chúng ta không hề tự tin một chút nào khi chúng ta đi ra ngoài, đúng không ạ? Vậy thì thay vì để cho da của chúng ta nó xuất hiện những cái tình trạng bệnh lý như thế, thì ngay từ đầu chúng ta nên lựa chọn một cái sản phẩm hợp lý, hiệu quả để chúng ta bảo vệ da của chúng ta trước khỏi những tác động của môi trường bên ngoài. Và nhận thấy được tâm lý của tất cả các chị em chúng ta là như thế, thì công ty Glowfi đã cho ra mắt sản phẩm kem chống nắng với chỉ số chống nắng rất là cao và thời gian chống nắng rất là lâu. Đấy chính là kem chống nắng Medisun Plus Navacos. Và thưa với tất cả các anh chị, với dòng kem chống nắng này là một dòng kem chống nắng vật lý, các anh chị nhé, là một dòng kem chống nắng vật lý. Và đây là dòng kem chống nắng, nó có một cái ưu điểm rất là vượt trội, đấy là nó sẽ kích hoạt chống nắng ngay lập tức cho tất cả các anh chị, chứ không phải là chúng ta bôi xong sau đấy chúng ta đợi 30 phút sau đấy chúng ta mới đi ra ngoài. Khi mà đã sử dụng cái dòng kem chống nắng này rồi thì tất cả các anh chị không phải lo lắng về điều đấy nữa. Chúng ta bôi kem chống nắng và cái dòng kem chống nắng này nó sẽ kích hoạt chống nắng luôn, và chúng ta có thể đi ra ngoài luôn và chúng ta có thể làm việc được luôn, và không cần phải chờ đợi đến 30 phút nữa mà da của chúng ta vẫn được bảo vệ một cách an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt với dòng kem chống nắng này thì mọi làn da đều có thể sử dụng được anh chị nhé, kể cả là da bị dầu nhờn hay là da mụn thì các anh chị cũng có thể sử dụng được. Có nghĩa là đây là một dòng kem chống nắng vật lý rất là an toàn, rất là hiệu quả và phù hợp với mọi làn da. Và nếu như để chi tiết ra kể về công dụng của cái dòng kem chống nắng này thì nó sẽ có một số những công dụng như sau. Đầu tiên là kem chống nắng Navacos, nó sẽ giúp chống nắng, nó sẽ giúp là bảo vệ da của chúng ta khỏi các tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Thứ hai là kem chống nắng nó cũng sẽ cung cấp giữ ẩm cho da của chúng ta. Thứ ba, kem chống nắng Navacos Medisun Plus nó sẽ giúp ức chế lại quá trình lão hóa và ngăn ngừa các nếp nhăn, nếp gấp cho da của chúng ta một cách rất là tuyệt vời. Và khi mà các chị sử dụng những cái dòng kem, sử dụng dòng kem chống nắng Medisun Plus này thì sau đấy các anh chị cũng có thể xem nó như là một lớp phấn nền, một lớp nền để chúng ta sau đấy chúng ta đánh phấn lên thì cũng rất là tốt và da của chúng ta rất là mịn màng, rất là đẹp. Và với những công dụng tuyệt vời như trên thì chắc chắn chị em chúng ta sẽ không cần phải quá lo lắng về làn da của mình sẽ bị xấu đi, sẽ tự ti khi mà làn da của chị em chúng ta sẽ bị xấu, bị xuất hiện những cái tình trạng bệnh lý như nám tàn nhang hay là bị lão hóa nữa, bởi vì đã có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời bảo vệ cho da của chị em chúng ta rồi. Thành phần nha đam, củ cải đỏ, đông trùng hạ thảo, rau má, nho xanh và các thành phần khác. Titanium dioxide được FDA công nhận và chứng minh có khả năng hoạt động tốt trên làn da nhạy cảm, không đi vào da mà phân tán đều trên da nên phát huy được khả năng chống nắng cao, làm phân tán tiêu về hiệu quả. Với thành phần trên kem chống nắng Navacos không chỉ chống nắng mà còn có khả năng giữ ẩm tuyệt vời, cung cấp nước và làm mát làn da. Lời khuyên từ chuyên gia ngày nay, mạng xã hội và sàn thương mại mọc lên như nấm, ai cũng có thể dễ dàng mua, bán các sản phẩm mỹ phẩm, tuy nhiên để chọn được sản phẩm chính hãng, hiệu quả thì không đơn giản chút nào. Navacos khuyên bạn nên chọn mua tại địa chỉ rõ ràng, uy tín. Kem chống nắng Navacos với chỉ số chống nắng cực mạnh sẽ là vũ khí bảo vệ làn da bạn tránh khỏi tác hại từ tia UVA, UVB. Đặc biệt, sản phẩm giúp dưỡng ẩm, làm mịn và mềm da, chống các tác nhân oxy hóa mạnh. Để mua hàng chính hãng, mời bạn bấm vào link màu xanh để dưới phần bình luận để lại họ tên, số điện thoại và lời nhắn cho chúng tôi, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn sản phẩm phù hợp cho bạn.